Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài học đầu tiên của giáo trình Kanji Wakaru N1. Như các bạn đã biết thì để có thể nắm vững được Kanji N1, chúng ta sẽ cần biết được toàn bộ số Hán tự thường dụng, tức là 2136 chữ. Ngoài ra có một số chữ ở bên ngoài bảng thường dụng Hán tự nữa. Thế nhưng mà để phục vụ cho công việc, cho thi cử, chúng ta không cần thiết phải biết hết tất cả bằng đấy từ, bởi vì là có những từ có mức độ sử dụng rất là thấp, không có phổ biến. Chính vì vậy trong chương trình học Hán tự N1 thì chúng ta sẽ cùng nhau học 500 chữ kanji thông dụng nhất và chia thành hai giai đoạn, đó là giai đoạn 1 là giai đoạn 300 chữ gọi là motomo daiji na kanji, là 300 chữ quan trọng nhất, sau đó là 200 chữ quan trọng tiếp theo. Và còn khoảng 500 chữ còn lại thì chúng ta sẽ học dưới dạng là gì nhỉ? Dưới dạng là sensei sẽ gửi tài liệu cho các bạn và các bạn sẽ đọc tham khảo thêm. Những cái từ đó thì nó được dùng khá là ít, gần như là chưa ra trong đề thi JLPT bao giờ, và cái độ phổ biến trong đời sống cũng khá là thấp. Do vậy là chúng ta sẽ không đi sâu vào để chúng ta còn thời gian làm những cái khác. Thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên. Bài 1 chủ đề là thú vui giải trí. Các bạn quan sát 20 chữ Hán xuất hiện trong bài học này. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ chấn. Chữ chấn này thì các bạn rất là quen rồi. Chấn này trong từ vẫy, đúng nhỉ? Vẫy tay, rồi thì rắc muối. Đấy, rắc thính đấy. Đây là chữ hưng, có nghĩa là phục hưng này, hưng thịnh, vân vân. Đây là chữ ngu, có nghĩa là giải trí. Chữ điếu có nghĩa là câu cá. Chúng ta có bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến rất là nổi tiếng, Mùa Thu Câu Cá đấy. Đây là chữ toát, có nghĩa là chụp ảnh. Đây là chữ điêu trong từ điêu khắc. Đây là chữ miêu trong từ miêu tả, sáng trong từ sáng tạo, thứ trong từ thứ dân, dân thường, tục trong từ phàm tục, thô tục, thú trong từ hứng thú, thú vị. Lý này có nghĩa là làng nhé. Mực có nghĩa là mực này, ví dụ là tranh thủy mực ấy là tranh vẽ bằng mực tàu. Đào có nghĩa là đồ gốm. Cái từ này thì tiếng Việt mình không có dùng nhiều nhưng mà nó mang nghĩa là đồ gốm như vậy. Chữ mạn, mạn. Cái từ này rất nổi tiếng trong từ manga, đấy, mạn hoặc là mãn, lãng mạn này. Đây là chữ mạn hoặc là mãn trong từ tự mãn, mãn tính. Đây là chữ địch, có nghĩa là cái còi, cái sáo, cổ là trống này, cầm là đàn và tấu là diễn tấu, biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chi tiết vào từng chữ này nhé. Thì các bạn, trước hết là các bạn quan sát cái cấu thành của một bài học chúng ta sẽ học như thế nào. Thì chúng ta sẽ có 20 chữ kanji được sắp xếp theo một chủ đề nhất định, đúng không? Đầu tiên này, mọi người có ô này là mặt chữ nhá. Tiếp theo dưới đây là âm Hán Việt của nó. Đây là số nét, đây là cái cách chuyển âm từ Hán Việt sang âm Onyomi. Thì thực ra là chúng ta học đến trình độ N1 rồi thì cái phần này là phần CC cho bổ sung thôi, chứ các bạn cũng đã nắm được khá là vững rồi. Tiếp theo chúng ta sang cột bên này, đó là cách nhớ. Cách nhớ này thì thông thường là sẽ theo lối chiết tự từ bộ thủ của chữ Hán ra. Tuy nhiên là có một số chữ ấy nó quá là cồng kềnh, nó được phân ra thành quá nhiều bộ thủ, hoặc là những cái liên tưởng nó không được hay lắm, hoặc là nó gây cho các bạn còn khó nhớ hơn, thì CC sẽ bỏ phần cách nhớ đi. Không phải là từ nào cũng sẽ cho cách nhớ vào nhé. Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể nhớ được chữ Hán. Ngoài phân tích như thế này, chúng ta còn có thể tập viết nhiều lần. Đấy. Tiếp theo đó là phần thông tin tham khảo. Phần thông tin tham khảo này có hai dạng. Thứ nhất là thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung là những cái kiến thức liên quan đến kanji này. Đấy. Ví dụ như là cách dùng của những cái từ mà do chữ kanji này tạo ra, hoặc là những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng từ vựng, vân vân, những cái câu chuyện kanji thú vị, những cái điển tích điển cố. Cái loại thứ hai ở phần thông tin tham khảo ấy, đó là chữ Hán tương tự, kanji tương tự, tức là những cái chữ kanji mà nó nhìn na ná giống cái chữ này, cái chữ xuất hiện trong bài này, thì chúng ta sẽ liệt kê ra và để xem cái sự khác nhau là gì. Ở cột bên này thì chúng ta có phần cách đọc và từ vựng. Ở phần cách đọc này nó sẽ có âm cơn và âm ôn là chủ yếu. Có một số từ sẽ có thêm cái phần cách đọc đặc biệt. Và có phần từ vựng. Những cái từ mà được bôi màu nâu như thế này là những cái từ
quan trọng các bạn nên nhớ trước, còn những từ còn lại thì nó không quan trọng bằng. Và các bạn lưu ý ở đây có một điểm mới so với lại những cái video N3, N2. Các bạn thấy là Sensei có cái phần ô vuông màu đỏ này, thì đây chính là cái gì nhỉ? Cái nhấn trọng âm tương đối của từ nhá. Thì khi đọc những cái từ vựng mà có cái phần đánh ô vuông đỏ như này thì mọi người sẽ đọc cao lên một chút. Nó nghe giống như là dấu sắc. Còn những cái gì nhỉ? Còn những cái âm mà gì đấy không được đánh dấu này ấy, thì nó đọc đọc thấp, đọc gần giống như là dấu dấu huyền. Đấy. Tất nhiên là không phải là các bạn đọc thành dấu sắc và dấu huyền, mà các bạn sẽ đọc cao lên hoặc là thấp xuống một chút. Thì tí nữa khi mà vào bài chúng ta sẽ đọc, Sensei sẽ đọc để mọi người để ý nhé. Thì đây là Sensei sử dụng phần mềm gọi là nó tương đối thôi, chứ không phải không thể nào mà có cái phần mềm gì mà đánh gọi là chính xác 100% được. Thế nhưng mà cái độ tương đối của nó là cũng lên đến hơn 90% rồi. Các bạn có thể đọc và tham khảo để cho cái gọi là cái ngữ điệu của mình nó tốt hơn. Thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên luôn này. Chữ đầu tiên đó là chữ chấn. Chữ chấn này nếu mà phân tích ra bộ thủ, nó gồm có bộ bên trái là bộ thủ là cái tay, và bên phải đây là bộ thần hoặc là bộ thìn, có nghĩa là con rồng. Thì chúng ta có thể nhớ theo cách là tay con rồng, đúng nhỉ, nó sẽ gây ra chấn động, thì chấn này trong từ chấn động nhá. Cách đọc và từ vựng này, âm cương của nó đọc là hư hoặc là bư. Ví dụ trong từ hư đự, hư đự có nghĩa là lắc hoặc là vẫy. Đấy. Phứ đi cô mừ có nghĩa là chuyển khoản, cái từ này các bạn rất là quen thuộc rồi. Phứ đư ma ự có nghĩa là cư xử, ứng xử, tiếp đãi. Tê bừ đi có nghĩa là cử chỉ tay này. Âm ôn của chữ chấn này đọc là xin, ví dụ trong từ phứ xin là bất chấn, có nghĩa là không hứng thú, không trôi chảy, không thuận lợi. Xin cô có nghĩa là thúc đẩy, khuyến khích, chữ chấn và chữ hưng. Xin đồ là gì nhỉ? Chấn động có nghĩa là sự rung. Đó. Thì các bạn lưu ý này, có một từ nữa cũng đọc là xin đô, đó là chữ chấn với chữ động này. Đây nhá. Chúng ta có hai từ. Đây. Thì các bạn thấy này, đây người ta sẽ có giải thích ra. Đấy, đây là hiện tượng tự nhiên mặt đất nó gì nhỉ? Mặt đất nó rung chuyển. Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái chữ chấn trong từ địa chấn, còn lại sự rung bình thường không phải là rung của mặt đất đấy mà của sự vật hiện tượng nói chung ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái từ chữ chấn này. Có hai chữ chấn các bạn lưu ý đấy, cái này cũng đọc là xin đồ. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có một số cách dùng của cái động từ phừ đự như sau. Ví dụ nghĩa đầu tiên là vẫy hoặc là lắc, vẫy tay đúng nhỉ, đấy, vẫy đuôi, lắc đầu, lắc cổ này, vẫy cờ vân vân. Ví dụ theo phừ đự là vẫy tay, rắc này, rắc gia vị, rắc những cái thứ nhỏ khi mà chúng ta nấu ăn. Ví dụ như là steak nhị cô chố, phừ đự là rắc hạt tiêu vào bít tết. Nghĩa thứ ba là đá hoặc là bỏ người yêu, kadewa koi bito futan date, có nghĩa là nghe nói anh ta đã đá bồ rồi, đã bỏ bồ rồi. Nghĩa số 4 là rắc đính kèm, ví dụ như là chữ hoặc là cách đọc. Namae ni furigana o, furu là đính kèm furigana vào tên. Chúng ta sang chữ thứ hai, đó là chữ hưng hoặc là chữ hứng, có hai âm Hán Việt. Chữ này thì Sensei không cho phần cách nhớ vào nhé, bởi vì mọi người thấy cái phần này rất là cồng kềnh. Đấy, phân tích ra thì nó cũng không đúng lắm, cho nên là thôi, các bạn hãy nhìn nhiều lần và viết nhiều lần nhé. Về cách đọc này, âm khương là oko, ví dụ trong từ okoru có nghĩa là được làm nổi bật, trở nên hưng thịnh, nó là tự động từ. Còn tha là okos là làm hưng thịnh, thế nhưng mà nó không được dùng nhiều lắm, do vậy là các bạn để ý đây là không được bôi đen. Cái từ hưng hứng này ấy, nó được dùng dưới dạng là âm onyomi là chủ yếu. Onyomi của chữ này là cô hoặc là kyo, ví dụ kyomi đúng nhỉ, kyomi có nghĩa là hứng thú. Đấy, chữ hứng và chữ vị, cái từ này thì các bạn làm quen từ từ các cấp dưới thôi. Phục cô là phục hưng này, xin cô là trấn hưng, cô phương là hưng phấn, có nghĩa là hào hứng, phấn khích. Khi mà phần mềm người ta đánh như thế này thì mọi người sẽ đọc
chữ cô này thấp nhá, và lên ở chữ phun, cô phun, chứ không đọc là cô phun đấy, không đọc linh tinh kiểu thế. Tất nhiên là nó sẽ đúng một cái mức độ nào đó thôi, không phải là nó đúng chính xác 100%, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta gọi là cải thiện cái ngữ điệu của mình. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ gì nhỉ? Chữ hưng và chữ thú đúng không? Chữ hứng và chữ thú đọc là Kyoshu. Kyoshu có nghĩa là hứng thú này. Ngoài các từ vựng đã liệt kê ở đây ấy, thì chúng ta còn có một động từ. Đấy, đó là động từ đọc theo kiểu âm Onyomi là Kyojiru hoặc là Kyojiru, mà nghĩa là tiêu khiển hoặc là hào hứng với một cái thứ gì đó. Ví dụ như là Asobi ni Kyojiru có nghĩa là hào hứng với trò chơi này. Tomodachi no hanashi ni Kyojiru có nghĩa là mải chuyện, mải mê câu chuyện với bạn. Party no odori ni Kyojiru là hào hứng với điệu nhảy tại bữa tiệc. Chữ Hán thứ ba đó là chữ ngu. Chữ ngu này không phải là trong từ ngu si ngu ngốc đâu các bạn ạ. Chữ ngu này các bạn thấy này, đây là bên trái là bộ gì nhỉ? Bên trái là bộ nữ. Bên phải là gì đấy? Bên phải là chữ ngô. Chữ này là chữ ngô nhá. Trong từ nước Ngô ấy, nước Ngô thời Xuân Thu chiến quốc ở bên Trung Quốc ấy, đấy. Thì chúng ta có thể chế như sau. Trước hết là chúng ta chế để nhớ được cái chữ ngô này đúng không nhỉ? Đây là khẩu là miệng này. Đấy. Còn đây mọi người thấy rất là giống, đây là cái chân đúng không? Đây là cái tay. Thì có thể hình tượng ra là miệng nói, tay chân múa may, đúng nhỉ? Tay chân đang múa thì là người nước Ngô. Tất nhiên các bạn có thể dùng cách khác của các bạn, nhưng mà ở đây nó không ra bộ thủ, do vậy rất là khó để các bạn có thể tạo ra cái dạng bộ thủ nhá. Ở đây Shinji thấy nó hình tượng là giống một người đang múa thì dễ nhớ hơn. Đấy, miệng nói, tay chân múa là người nước Ngô này. Và khi mà ghép lại chúng ta sẽ có là phụ nữ, đúng không? Hoặc con gái nước Ngô thì rất thích các trò giải trí. Từ ngu này có nghĩa là giải trí. Âm cơn chữ này không có. Âm ôn đọc là gì nhỉ? Đọc là go. À đây Sensei lại đánh trọng âm nó là nhằm vào cái chữ chữ lạc đúng nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng xem các từ vựng tạo bởi nó nhá. Chữ này là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ngu ghép với chữ lạc đọc là gì nhỉ? Godaku. Godaku có nghĩa là giải trí. Godakushitsu có nghĩa là phòng giải trí này, thêm chữ thất vào. Thực ra là những cái từ này thì nó xoay quanh cái chữ chữ gốc ban đầu là Godaku này thôi, nó cho thêm một số cái từ vào đằng sau. Godakugai có nghĩa là khu giải trí, khu phố giải trí, hay là Godakubangumi có nghĩa là chương trình giải trí nhá. Về kanji tương tự của chữ ngu chúng ta có đây là chữ ngộ. Chữ ngộ này thì khá là giống chữ ngu này, thế nhưng mà thay bộ nữ bằng bộ ngôn. Chúng ta đã được học trong trình N2 rồi đúng không? Chữ ngộ này có âm kunyomi là ayamaru đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Sai lầm đúng không? Đây mọi người thấy phông chữ khác là gõ nó ra trông khác đấy, nhưng mà thực ra nó vẫn là chữ đó đấy nhá. Nó sẽ cho hai kiểu phông chữ khác nhau. Đấy. Có nghĩa là sai lầm này. Hoặc là gì nhỉ? Gokai. Ngộ giải có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là hiểu nhầm. Đấy. Bây giờ xin sẽ thử gõ cái phông chữ này xem cái chữ. À không, cái chữ này nó vẫn không bị đổi phông chữ, nó vẫn ra như thế, nhưng mà cái chữ chữ ngộ ấy là phông chữ khác nó sẽ bị biến đổi đi. Thì chúng ta cũng lưu ý cho xin sẽ đây, mọi người thấy này, cùng là cái chữ ngộ, nhưng mà khi mà âm kunyomi nó lại viết ra như thế này, còn khi mà viết âm onyomi ghép từ với chữ giải hiểu nhầm thì nó lại giống về dạng như này, mọi người cũng lưu ý cho cái này nhá. Đôi khi là khi mà phông chữ khác nhau thì cái cách cách viết ấy nhìn nó khá là khác nhau đấy. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ điếu. Chữ điếu ghép bởi phần bên trái là bộ kim. Kim này tượng trưng cho kim loại đúng không nhỉ? Đấy, hoặc là vàng. Bên tay phải là bộ gì nhỉ? Là bộ bộ trước. Đây, bộ trước. Cái chữ bộ này là bộ trước có nghĩa là môi. Thì chúng ta có thể nhớ theo cách là cái bộ trước này nó cấu thành bởi đây là bộ chủ này, chấm chủ, và đây là bộ bao đúng không? Thì có thể nhớ theo cách là chủ ấy cho một môi đúng nhỉ, cho vào bao, cho vào cái bao một môi canh, để nhớ được cái chữ trước này nhá. Đấy, nó nghĩa là môi này, và ghép lại nó sẽ là kim loại làm môi ấy, cũng dùng để làm lưỡi câu. Đây là kim loại này, đây là cái môi này,
thì cái kim loại mà dùng để làm môi thì cũng được dùng để làm lưỡi câu. Nói chung là cái này thì tùy từng người thôi, đây là cái mà CC tham khảo thôi, các bạn có thể nhớ theo cách của các bạn. Về cách đọc âm khương đọc là sư, ví dụ trong từ sư là câu cá động từ này, thế nhưng mà gì nhờ, chúng ta có cái từ gì đấy, chúng ta có cái từ sư đi, không phải là cái việc câu cá, nó không liên quan đến câu cá nữa, mà nó là gì, tiền thừa trả lại, mà thông thường hay được cho thêm cái chữ ô đằng trước để tạo dạng trang trọng, đúng không nhỉ? À, ô sư đi là tiền thừa trả lại nhá. Tiếp theo này, chúng ta có từ sư đi gư, có nghĩa là điếu cụ, là đồ câu cá. Sư đi sen là điếu tiền, có nghĩa là tiền thừa. Âm ôn của chữ này đọc là chô, thế nhưng mà rất ít dùng. Ví dụ này, chô cả là điếu quả, có nghĩa là thành quả đi câu, lượng cá câu được hay là cá câu được. Quả là trong từ kết quả đúng không? Ghép với lại chữ điếu là câu cá, thì có nghĩa là thành quả khi mà mình đi câu này. À, chô kiểu có nghĩa là điếu ngư, là việc câu cá hoặc là cá mà mình sẽ câu. À, về phần tham khảo ấy, chúng ta có một số kanji thì nó hơi hơi giống, thực ra thì nó cũng không không giống lắm, nhưng mà nó có cái phần bên tay trái, à bên tay phải là cái bộ trước này, thì sensei liệt kê đây cho các bạn, đúng nhỉ? Ví dụ đây là chữ đích này ghép bởi bộ bạch với lại bộ trước, đúng không? Đọc là gì nhỉ? Đọc là mato, là cái tấm cái đích này, cái để bắn tên đến ấy, hoặc là trong từ mokuteki là mục đích. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ước, đúng không? Chữ ước thì bộ mịch với lại cái bộ đấy, bộ trước này. Ước đọc là yaku, hay dùng để đoán, đúng không nhỉ? Phỏng đoán. À xin lỗi, không phải phỏng đoán mà là gọi là ước chừng nó là bao nhiêu. Ngoài ra thì còn khá là nhiều từ đi kèm với từ ước, ví dụ như là yoyaku là đặt trước, vân vân. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ trước, có nghĩa là gì nhỉ? Châm trước. Nó ghép bởi bộ dậu với lại cái chữ này nhá, thì cái chữ này thì chúng ta sẽ học sau ở phần sắp tới. Những cái chữ nào mà học ở phần sắp tới thì Sensei sẽ nói sau các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sang chữ toát, một chữ rất quen thuộc đối với các bạn. Chữ các bạn nếu mà gọi là nhìn thấy chữ này là các bạn được nhìn thấy từ những cái bài đầu tiên của giáo trình Minano Nihongo N5 rồi. Thế nhưng mà gọi là học chi tiết về chữ thì bây giờ chúng ta mới học. Chữ này là chữ toát, ghép bởi phần bên trái là bộ thủ, là cái tay. Và phần bên phải là gì nhỉ? Phần bên phải là chữ tối. Đấy, chữ tối có nghĩa là nhất, đúng không? Vậy thì có thể nhớ theo cách là tay, đúng không nhỉ? Cái tay này này, tay là tượng trưng cho người ấy. Tay này thì chuyên môn là dùng những cái máy tối tân, những cái máy mới nhất khi chụp ảnh, đúng không? Tay này dùng những cái máy tối tân khi chụp ảnh. Đấy, thì có thể nhớ chữ toát theo như vậy nhé. Âm khương đọc là tô, ví dụ trong từ thô được có nghĩa là chụp ảnh hoặc là quay phim, nhưng mà thông thường thì nó mang nghĩa là chụp ảnh nhiều hơn. Âm ô đọc là gì nhỉ? Đọc là satsu, ví dụ từ satsue có nghĩa là toát ảnh, quay phim, chụp ảnh. Gì nhỉ? Kinen satsue có nghĩa là chụp ảnh kỷ niệm này. Tokusatsu có nghĩa là đặc toát, là hiệu ứng trong chụp ảnh. Và satsue xin lỗi, cái chỗ này nó bị tách ra, do vậy đọc hơi bị lỗi một chút. Satsueki có nghĩa là gì đấy? Máy chụp hình, như máy này, máy thời xưa. Những cái máy mà các bạn thấy là nó khá là to, nó khá là cồng kềnh ấy, và khi chụp thì nó sẽ chúng ta sẽ phải đốt cái nguồn sáng gì đó để tạo cái ánh sáng cho nó ấy. Những cái mà các bạn được xem ở trong những cái bộ phim, nhất là phim Trung Quốc ấy. Đó. Còn hiện tại thì chúng ta dùng máy ảnh thì người ta dùng cái từ camera, đúng không? Máy ảnh kỹ thuật số này. Về phần thông tin bổ sung này, khi cùng mang một ý nghĩa thì các kanggo là các từ gốc Hán sẽ mang tính trang trọng hơn so với wago là từ thuần Nhật. Chẳng hạn cùng là chụp ảnh ấy thì chúng ta dùng gì nhỉ? Satsue. Đấy, nó sẽ mang tính chất trang trọng hơn là shashin o toru nhá. Những cái từ gốc Hán nó sẽ trang trọng hơn những cái từ thuần Nhật, thì thực ra là nó cũng khá giống tiếng Việt mình, đúng không nhỉ? Đấy. Tiếng Việt mình thì những cái từ Hán Việt ấy nó sẽ trang trọng hơn so với lại từ thuần Việt. Thế nhưng mà để bảo tồn cái sự giàu đẹp của tiếng Việt thì chúng ta cố gắng sử dụng từ thuần Việt và từ Hán Việt một cách đúng ngữ cảnh nhé. Tiếp theo các bạn có chữ điêu. Chữ điêu ghép bởi phần bên trái là bộ chu này.
học ở trong chương trình N5 trong từ chu vi, và phần bên phải là bộ sam đúng không? Thì chúng ta nhớ theo cách là chu này, đấy, tên người. Chu là một anh chàng tóc đuôi sam và yêu điêu khắc. Chu là một anh chàng tóc đuôi sam và yêu điêu khắc nhá. Âm khương của chữ này là hô, ví dụ trong từ hô đự có nghĩa là khắc, điêu khắc hoặc là tạc, tạc tượng. Âm ôn đọc là trồ, ví dụ từ trô cô cự có nghĩa là điêu khắc. Trô dô có nghĩa là điêu tượng, có nghĩa là việc khắc tượng, tượng được điêu khắc này, hay là gì nhỉ? Hay là trô ta cự có nghĩa là khắc và đánh bóng. Các bạn tránh nhầm lẫn giữa hai từ ai, chữ này và chữ này đều đọc là gì nhỉ? Đều đọc là hô được, thế nhưng mà có cái sự khác nhau đó. Ví dụ đây chúng ta có đây là chữ quật đúng nhỉ, nó đọc là gì đây, nó đọc là hô được, mang nghĩa là đào đấy, ví dụ như là ido hô được có nghĩa là đào giếng. Còn cái từ này thì nó mang nghĩa là điêu khắc, nó khác nhá. Bực bực sư dỗ hô được có nghĩa là tạc tượng Phật. Chữ tiếp theo chúng ta có chữ này là chữ miêu. Chữ miêu này ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thủ là cái tay. Phần bên phải là, thực ra là cả cái bộ này này, nó là bộ, nó là chữ miêu hoặc là chữ mạ gì đấy, nó mang nghĩa cây non. Thế nhưng mà chúng ta có thể tách ra tiếp thì đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ bộ thảo là cỏ và dưới là bộ điền là ruộng đúng không? Thì chúng ta có thể nhớ theo cách là tay đúng không nhỉ? Cầm cỏ trên đồng để miêu tả nhé, cái tay này đang cầm những cái ngọn cỏ ở trên cánh đồng và để miêu tả, để vẽ ra. Về cách đọc thì cái chữ này đọc là gì nhỉ? Đọc là ê ngơ hoặc là cờ, trong là âm cương. Ví dụ ê ngơ cự có nghĩa là vẽ phác họa, tương tự ca cự cũng là vẽ phác họa. Thông thường chúng ta hay dùng cách cách đọc là ê ngơ cự này nhiều hơn. Còn nếu mà đọc mà là ca cự thì chúng ta hay dùng chữ thư. Âm ôn đọc là bio, ví dụ trong từ bio xạ đúng nhỉ, bio xạ có nghĩa là miêu tả này, bio ngạ có nghĩa là miêu họa, là sự vẽ tranh. Số bio có nghĩa là tố miêu, là bức vẽ phác, viết nét chính. Nói chung là những cái từ vựng của N1 thì tương đối là gọi là gì nhỉ, là nhiều và khó nhớ. Cái ứng dụng của nó thì cũng mang tính chất gọi là nó đi sâu vào trong cái lĩnh vực đấy. Ví dụ các bạn thấy là đây là chủ đề thú vui giải trí thì những cái từ vựng này là những cái từ mà nó đi sâu vào trong cái đấy, các bạn có thể tìm hiểu thêm để nhớ được những cái từ này thì rất là tốt. Khi mà các bạn nói chuyện ấy, đi sâu vào những chủ đề đó thì các bạn dùng được những từ này thì người ta sẽ rất là thấy các bạn giỏi, bởi vì mà hiểu biết rộng. Nhưng mà nếu mà khó nhớ quá thì các bạn nhớ trước cho sensei những cái từ mà được bôi đậm nhé. Về kanji tương tự này chúng ta có một chữ khá là giống cái chữ này, đấy là chữ miêu, có nghĩa là con mèo, con linh miêu, đã được học ở trong chương trình N2 đúng nhỉ? Thì đây phần bên phải hoàn toàn giống nhau nhé, phần bên trái ấy, nó cũng na ná một chút, do vậy là dễ nhầm lẫn. Cái chữ miêu này đọc là gì đấy? Đọc là âm khương là neko đúng không nhỉ? Neko. Và âm gì nhỉ? Âm âm onyomi cũng đọc là bio. Đấy. Ví dụ trong từ chúng ta có từ aibyo cờ. Đấy, aibyo cờ có nghĩa là người yêu mèo. Tiếp theo, các bạn sẽ sang chữ này, đó là chữ sáng. Chữ sáng này có rất là nhiều từ vựng tạo ra của nó được dùng trong tiếng Việt. Chữ sáng này ghép bởi phần bên trái là chữ thương. Đây, chữ thương này có nghĩa là nhà kho. Và phần bên phải là bộ đao, có nghĩa là con dao. Thì chúng ta có thể nhớ theo cách là nhà kho này ấy, được người ta dùng dao để tạo ra đúng không? Để sáng tạo ra này. Nhà kho này dùng dao để sáng tạo ra. Kiểu như tạo ra nhà kho bằng con dao ấy, sáng tạo ra nhà kho bằng con dao. Âm cương của nó là gì nhỉ? Tsuku, ví dụ từ tsukuru có nghĩa là tạo mới, sáng tạo. Âm môn đọc là so, ví dụ sosaku có nghĩa là sáng tác. Sozo là sáng tạo này. Soditsu có nghĩa là sáng lập.
Sosetsu là sáng thiết, là sáng lập, thành lập. Dokuso teki có nghĩa là độc sáng đích, là mang tính sáng tạo. Và đặc biệt nó sẽ đọc là gì nhỉ? Đọc là Hajime trong tên người. Ví dụ tác giả Isayama Hajime là một tác giả truyện tranh, một mangaka rất là nổi tiếng của người Nhật, là tác giả của bộ Shingeki no Kyojin, Đại chiến Titan hay là Attack on Titan, là bộ mà Sensei rất là thích nhá. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta có cả ba cái từ này, có ba từ sau đây đều đọc là tsukuru, mà chúng ta đã được học hai từ trước rồi ở trong chương trình Kanji N3 và N4. Đầu tiên các bạn có chữ này là chữ tác đúng không? Nó cũng đọc là tsukuru và nó mang nghĩa là tạo ra những thứ hữu hình ở quy mô nhỏ. Đấy, những thứ hữu hình ở quy mô nhỏ này. Ở quy mô nhỏ có nghĩa là ví dụ bản thân mình tự làm hoặc là hộ gia đình thôi, làm những cái đồ vật nhỏ nhỏ thôi. Hoặc là một số khái niệm vô hình trừu tượng thì cũng có thể dùng cái từ này được. Từ tiếp theo là từ gì nhỉ? Cũng là tsukuru, là chữ tạo. Thì từ này khi chúng ta dùng khi mà tạo ra những thứ hữu hình ở quy mô lớn, ví dụ như là xưởng sản xuất, công ty hoặc những thứ lớn như tàu thuyền vân vân thì dùng cái chữ này nhá. Và chữ sáng là gì nhỉ? Chữ sáng này ấy, nó nhấn mạnh cái sắc thái là tạo ra những thứ mới mà chúng ta sẽ cần phải dùng đến sự sáng tạo, lần đầu tiên tạo ra chúng và dùng nhiều khi nói về các tác phẩm nghệ thuật. Thì trong ba từ này thì dùng nhiều nhất là cái từ số 1 đấy, xong đến từ số 2 rồi đến từ số 3. Thì các bạn lưu ý cái sự khác nhau về mặt ý nghĩa của những cái từ này là như thế. Tiếp theo chúng ta có chữ thứ. Chữ thứ này ấy, nó ghép bởi bộ gì đấy? Nó ghép bởi bộ bộ nghiễm đúng không nhỉ? Đây là bộ nghiễm, là mái nhà này. Đây là giống như là hai chữ thập đan vào nhau và có một cái nét ngang nối, và dưới là bộ hỏa đúng không? Đấy. Thì có thể nhớ theo cách là mái nhà này. Đây là mái nhà nhé. Chỉ đạt 20 điểm thì là nhà của thứ dân. Nhà của vua chúa thì nó là 100 điểm, 90 điểm. Thế nhưng mà nhà mà chỉ đạt 20 điểm thôi thì là nhà của dân thường đúng không? Âm cương, chữ này không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là show, ví dụ từ showmin là thứ dân có nghĩa là dân thường này. Showmin teki là bình dị, bình dân. Tính từ khi mà chúng ta cho thêm chữ chữ đích teki này vào đằng sau từ thì nó mang nghĩa là mang tính. Tiếp theo là gì nhỉ? Shomuka có nghĩa là phòng tổng hợp này, hay là từ shoshi có nghĩa là con ngoài giá thú. Về kanji tương tự các bạn sẽ có một số chữ như sau, ví dụ đây là chữ độ. Chúng ta được học trong chương trình N4 rồi. Nó sẽ đọc là gì đây? Đọc là tabi. Trong ngữ pháp tabi ni ấy. Còn âm ghép đọc là gì nhỉ? Đọc là độ đúng nhỉ? Đọc là độ luôn. Ví dụ như là mitsu độ chẳng hạn này. Mật độ này. Đây là chữ tịch. Đấy, chữ tịch. Chữ tịch này là cái ghế đúng không? Thay cái bộ gì đấy? Thay cái bộ điểm này, thay bộ hỏa này bằng bộ cân đúng không nhỉ? Chữ tịch này đọc là seki, là cái ghế. Ghế ngồi nhá. Cái seki là vắng mặt chẳng hạn. Các bạn đính chính lại cho Sensei cái phần này không phải là nghĩa là bồi đắp bồi tụ nhé các bạn nhé, mà là gì nhỉ? Chỗ ngồi, ghế ngồi. Tiếp theo chúng ta có chữ tục. Chữ tục này ghép bởi phần bên trái là bộ nhân đứng, phần bên phải là chữ cốc. Chữ cốc, chữ cốc này là trong từ tuyệt tình cốc đấy. Nếu bạn nào xem phim kiếm hiệp của Kim Dung thì đã biết tuyệt tình cốc là cái gì đúng không nhỉ? Đấy. Hoặc là trong tiếng Việt mình có câu là thâm sơn cùng cốc ấy, có nghĩa là cái núi và cái vực rất là sâu. Nếu mà bạn nào muốn nhớ chữ cốc này có thể chế theo cách là đây là bộ bát là 8 này, đây là nhân là người này, và đây là khẩu này. 8 nhân khẩu sống ở tuyệt tình cốc. Đấy. Để nhớ chữ tục chúng ta có thể nhớ theo cách là người ở tuyệt tình cốc rất là thô tục. Thì tục này có nghĩa là gì nhỉ? Cái sự thô tục nhá, sự trần tục. Âm cương chữ này không có. Âm ô nhô mi là dô cự, ví dụ trong từ phư dô cự có nghĩa là phong tục,
Nhưng mà cái từ phong tục này thì nó mang hai nét nghĩa. Thứ nhất là phong tục theo kiểu là phong tục tập quán. Thứ hai, cái nghĩa được dùng nhiều hơn đấy là những cái người làm nghề bán hoa. Thì nghề bán hoa là gì? Đến tầm tuổi các bạn thì chắc là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Nếu không biết thì có thể tra mạng nhá để biết thêm thế nào là nghề bán hoa. Tiếp theo này, chúng ta có chữ thế, chữ tục và chữ đích đúng nhỉ? Seijoku teki có nghĩa là mang tính trần tục. Teijoku có nghĩa là thô tục. Chữ Hán là chữ đề và chữ tục này. Và chữ gì đây? Chữ joku ngộ là tục ngữ. Nhưng mà các bạn lưu ý ấy, cái này nó không phải là tục ngữ trong từ thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, mà từ này nó là có nghĩa là từ lóng, những cái từ mà được dùng một cách đặc biệt. Đấy. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có các từ sau này, ví dụ trong từ đây là từ gì nhỉ? Fuzoku là phong tục. Fushu là phong tập, hay là đây đấy, Kanshu, Shikitari. Bốn cái từ này nó cùng mang nghĩa là phong tục tập quán, những cái lề thói từ ngày xưa đến giờ.